Anh ơi, dạo này em oải quá em ạ. À. Anh ạ, à, em chả muốn làm gì cả. Nghĩ đến cái đi bắt đầu đi đưa khách đi mà mãi miết mà chả biết đến bao giờ bán được nhà ấy. Em thấy oải quá thì anh chỉ cho em cách làm thế nào để giữ lửa trong nghề môi giới. À, thì báo cáo với các đại ca là để giữ được lửa trong nghề môi giới thì thực ra ấy thì nghề nào mình cũng cần giữ lửa thôi. Ai cũng có lúc thiết đi sự nhiệt tình, ai cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi, ai cũng có lúc cảm thấy chán nản. Ví dụ như ngày hôm nay tớ ngồi nói chuyện với anh chị em quay cái video YouTube này thì con người tớ nó cũng không khỏe, không thoải mái. Thế thì đúc kết là lý do tại sao mà mình không có lửa thì có rất nhiều lý do, có rất nhiều cách để duy trì lửa. Nhưng mà theo kinh nghiệm của cá nhân tớ thì có cái bốn phương pháp để các bạn có thể duy trì lửa trong công việc nhé. Thì thực ra cái quan trọng nhất đầu tiên anh em lưu ý này, thực hiện là tớ này, là ví dụ hôm nay người tớ không khỏe chẳng hạn, thế cái lửa nó mất đi thì điều đầu tiên là các bạn nhớ là các bạn phải khỏe đã nhá, phải khỏe, cơ thể phải khỏe mạnh. Người bạn ốm đau mệt mỏi không thể có lửa được, rất khó là có lửa. Người nó mỏi, nó mệt, nó đau nhức hoặc là ốm ở đâu, mệt ở đâu, không bao giờ có lửa được, khó có lửa đâu nhá, được chưa? Đấy, đầu tiên là bạn khỏe mạnh. Thế thì muốn khỏe mạnh thì các bạn phải làm sao? Phải phải ăn uống tốt, phải ăn uống những cái chất nó tốt cho sức khỏe của mình, chứ ăn uống những thứ độc hại không khỏe được đâu. Sớm muộn thì cũng bệnh tật thôi, âm ỉ bệnh nó nuôi bệnh hàng ngày thôi nhá. Ăn uống tốt rồi cái thứ hai là gì? Bạn phải tập thể dục nhá, phải tập thể dục. Đấy. Mấy hôm vừa rồi tôi mưa gió tôi lười tôi không đi tập thể dục, một cái là thấy người nó yếu hẳn đi, cảm giác tinh thần phấn chấn nó cũng giảm hẳn đi. Đấy, nên là cố gắng tập thể dục, không tập được ở ngoài thì tập trong nhà. Đấy, thì hãy tập thể dục, thì chúng ta mới có được sức khỏe. Sức khỏe là thứ chúng ta phải rèn luyện mới có, chứ không phải tự dưng nó có đâu nha. Tự dưng nó có thì dành cho cái đội trẻ thôi, tầm 18, 21 tuổi nên nó cứ lớn nó khỏe hơn thôi nhá. Nhưng mà sau tầm 21 hay 25 tuổi tùy từng người nhá, thì sức khỏe nó sẽ giảm dần đi, ông chỉ có yếu đi thôi chứ còn không khỏe lên được đâu nhá. Đấy, thì phải tập thể dục mới có sức khỏe. Đấy. Rồi cái tiếp theo nữa là gì? Là chúng ta phải có cái thói quen lành mạnh. Thói quen lành mạnh là gì? Là chúng ta phải ví dụ như là phải đọc sách, phải nghe những cái video, những cái thông tin chất lượng nhá, không nghe những cái bản nhạc ỉ ôi buồn đá buồn chán. Rồi chúng ta thói quen lành mạnh là những cái thói quen ăn ngủ, thức dậy, rồi những cái vui chơi giải trí, những người bạn thì chúng ta cũng phải có thói quen tốt, thì lúc đó chúng ta mới có nhiều lửa được. Nếu có thói quen xấu mà bảo có lửa thì còn lâu nha. Đấy, thì những cái điều cơ bản tôi muốn chia sẻ anh chị em, chứ còn có rất nhiều cách giữ lửa. Ví dụ chúng ta chơi với những người bạn tốt này, chúng ta đi học những cái người thầy giỏi này, đúng không? Chúng ta hàng ngày chúng ta đặt mục tiêu, hàng ngày chúng ta dán những cái khát vọng, những cái mục ước mơ của chúng ta lên trên tường, lên trên cửa để hàng ngày chúng ta nhìn thấy, để chúng ta có động lực. Đấy, thế đấy là một cách để chúng ta giữ lửa. Tất nhiên có rất là nhiều cách, nhưng mà cái cách mà tôi thấy là quan trọng nhất anh em ạ, là các bạn phải khỏe đã nhá. Không khỏe thì không có lửa được đâu nhá. Khôn đến đâu thì khôn, giỏi đến đâu thì giỏi, mà không khỏe thì cũng hết lửa thôi anh em nhá. Rồi thì chúc cho anh chị em là tìm được cái phương pháp hiệu quả nhất cho mình để chúng mình giữ lửa. Và khi chúng ta có lửa rồi thì có nhiệt tình, có đam mê rồi, chúng ta mới mạnh dạn, chúng ta cống hiến, chúng ta chăm chỉ, chúng ta làm việc, lúc đó thì mới có hiệu quả cao cho công việc được. Và chúc cho anh chị em là luôn luôn có lửa trong nghề môi giới và có thu nhập cao trong nghề. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị em trong video sau. Tôi đã 6 năm kinh nghiệm trong nghề làm môi giới bất động sản, đúng không? Thực tế những ngày đầu ấy thì tôi cũng rất là khó khăn trong việc có những giao dịch, mặc dù là hầu như tháng nào tôi cũng có giao dịch, nhưng mà để tăng thu nhập, tăng doanh thu lên tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng may mắn là bằng cái sự học tập mà tôi cũng gặp những cái người đi trước, họ thành công, họ giỏi hơn, họ đã chia sẻ cho tôi những cái kiến thức đó. Và ngày nay sau 6 năm thì tôi đã sở hữu một cái công ty môi giới bất động sản với gần 100 nhân sự nha. Và thực tế thì tôi đã gì trực tiếp đào tạo, trực tiếp cầm tay chỉ việc cho gần 200 môi giới và đào tạo online trên internet, đào tạo online trên internet gần 2.000 học viên. Và chính vì những cái kinh nghiệm thực tế và kinh nghiệm huấn luyện đó nên là tôi có thể chỉ ra chính xác là gì, bạn đang thiếu điều gì, chỉ ra chính xác là bạn đã làm sai điều gì. Và tôi sẽ tặng cho bạn một khóa học 3 ngày, bạn sẽ có được tải ebook, bạn sẽ được tải video và đăng nhập video, bạn học đi học lại, bạn có thể đọc, bạn có thể nghe và bạn có thể xem, và bạn sẽ học cùng trực tiếp với tôi qua Zoom 3 ngày. Tôi sẽ chỉ cho bạn chính xác cái việc gì bạn cần phải làm,
việc gì bạn không nên làm nhá. Rồi tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để các bạn quảng cáo làm thế nào để có nhiều khách hàng mua bất động sản của bạn, vừa gì vừa nhanh lại vừa tiết kiệm chi phí. Và tôi cũng sẽ hướng dẫn cho bạn một cái quy trình chốt sale rất là hiệu quả và lại vui vẻ. Tức là chúng ta gặp khách hàng ấy thì nó rất là vui, nó thoải mái, nó không còn sợ sệt lo lắng rồi không biết là phải nói cái gì, không lúng túng khi gặp khách hàng nữa, đúng không? Và các bạn hãy lắng nghe những cái học sinh cũng đã từng tham gia khóa học này từ trước chia sẻ về những cái điều họ nhận được sau khi học xong khóa học. Phần nó rất là kiến thức, nó rất là thực tế, mình dùng cái từ nó rất là thực chiến ấy, thì cũng rất là cảm thấy là tuyệt vời. Quả thật là em cảm thấy là rất là bổ ích vì thầy đã trao những cái giá trị về cái phần kiến thức về môi giới rất là rộng lớn. Em thì cũng mới làm bất động sản từ đầu năm đến giờ thôi ạ. Kinh nghiệm thì cũng chưa có nhiều. Được thầy và lớp học được thầy chia sẻ một số kinh nghiệm thì em thấy là rất giá trị. Và em cũng mong là mình sẽ áp dụng những cái kiến thức mà thầy chỉ dạy để áp dụng và để thời gian tới là mình sẽ bán được nhiều cái bất động sản. Đúng rồi. Vâng. Okay. Cái lớp môi giới này em thấy thầy dạy là rất là thực tế luôn ấy. Từ đây qua mấy buổi học ấy thầy, thì nói chung là cũng thay mặt anh em trong lớp học thầy là rất là cảm ơn cái sự của thầy trong những cái buổi này. Thì nói chung là mấy buổi học của thầy thì theo như em nghĩ thì rất là giá trị thầy, bởi vì thế là những cái em cũng đã coi rất nhiều YouTube rồi, nhưng mà thực ra đến ba buổi học này thấy cái mình mang lại được những cái kết quả mà thầy chỉ bảo cho tụi em, đặc biệt là những cái môi giới mới bắt đầu thì thấy vô cùng là hiệu quả. Thế nên là rất là cảm ơn thầy. Vừa rồi bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ và những cái nhận xét của những học viên đã từng tham gia khóa học rồi. Bây giờ việc của bạn là gì? Hãy nhanh tay đăng ký vào cái đường link ở phía dưới, đăng ký vào đường link phía dưới, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong khóa học Thiên Tài Môi Giới. Xin chào và hẹn gặp lại.